Chương 25. Khi ấy nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó có 5 người dại và 5 người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình. Song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Vì chàng rể đến trễ nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya có tiếng kêu rằng: "Kìa chàng rể đến, hãy đi ra rước người." Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình. Các người dại nói với các người khôn rằng: "Xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt." Nhưng các người khôn trả lời rằng: "Không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị. Thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua." Song trong khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Kẻ nào trực sẵn thì đi với người cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Chạp lâu, những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng: hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi." Nhưng người đáp rằng: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ." Và nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người. Đoạn chủ lên đường, tức thì người đã nhận 5 ta lân đi làm lợi ra và được 5 ta lân khác. Người đã nhận 2 ta lân cũng vậy, làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Song người chỉ nhận 1 thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận 5 ta lân bèn đến, đem 5 ta lân khác nữa. Và thưa rằng: "Lạy Chúa, Chúa đã cho tôi 5 ta lân. Đây này, tôi làm lợi ra được 5 ta lân nữa." Chủ nói với người rằng: "Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi." Người đã nhận 2 ta lân cũng đến mà thưa rằng: "Lạy Chúa, Chúa đã cho tôi 2 ta lân. Đây này, tôi đã làm lợi ra được 2 ta lân nữa." Chủ đáp rằng: "Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi." Người chỉ nhận 1 ta lân cũng đến mà thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không giải ra, nên tôi sợ mà đi giấu ta lân của Chúa ở dưới đất. Đây này, vật của Chúa, xin trả cho Chúa." Song chủ đáp rằng: "Hỡi đầy tớ giữ và biếng nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo và lượm lặt trong chỗ ta không giải ra, vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về sẽ lấy vốn và lời. Vậy các ngươi hãy lấy ta lân của người này mà cho kẻ có 10 ta lân, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn đều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng." Khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bấy giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: "Hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn, ta khát, các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta, ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta, ta đau, các ngươi thăm ta bị tù, các ngươi viếng ta." Lúc ấy người công bình sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần chuồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa?" Vua sẽ trả lời rằng: "Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta,
ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng, hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Vì ta đã đói, các ngươi không cho ăn, ta khát, các ngươi không cho uống, ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước ta, ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta, ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Đến phiên các người này bèn thưa lại rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người, trong những người rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.